Sau đây á, để Hùng nói với các anh chị các bạn nghe nè. Các anh chị các bạn á, cái lòng tự ti á, nó cao lắm. Bản thân các anh chị, cái mà các anh chị tự ti cao lắm. Tôi nói một câu thôi là các anh chị nói tôi lại liền. À, các anh chị đến tìm đến tôi giải thích cho các anh chị để các anh chị hiểu. À, nào? Là cái việc anh chị làm đang sai trái. Đừng có chuyển tiền, đừng có làm bất kỳ điều gì nữa. Không nghe. Tôi chửi cho, tôi ngán gì mà tôi không chửi. Tôi chửi cho ngu lắm. Quá ngu. Rồi, ô má anh chị bảo là tại sao tôi bỏ tiền cho anh rồi anh còn chửi tôi ngu. Không những tao chửi mày ngu á, mày ở gần tao vả chết mẹ mày luôn. Bởi vì tao chửi mày, tao vả mày, tao cũng đéo lấy được tiền của mày nữa đâu. Không lấy thêm được đồng nào, nhưng tại sao tao chửi? Chửi cho mày thông cái não ra. Chửi cho mày tỉnh cái đầu ra. Hiểu chưa? Mẹ nó đời nào bây giờ tôi cảnh báo bao nhiêu rồi. Ha? Cảnh báo bao nhiêu, bây giờ gọi điện cho tôi. Bảo anh Hùng ơi, em cũng biết ma xui kỷ quỷ khiến thế nào. Em coi kênh anh từ năm ngoái đến giờ, mà em vừa mới chuyển cho nó 20 triệu. Chuyển xong em mới nhớ đến anh. Mẹ cha nó chứ. Chuyển xong mới nhớ đến tôi, nhớ tôi làm con cặc gì nữa hả? Bây giờ các anh chị phải tỉnh táo chứ. Bây giờ coi kênh tôi rồi, tôi mới hỏi là ủa sao coi kênh tôi rồi mà vẫn còn bị. Mà em coi lướt lướt à, em coi lướt lướt à anh ơi. Em coi lướt lướt thôi à. Rồi đổ má mày coi lướt lướt thì mày chết lướt lướt luôn đi. Rồi xong, giờ kêu giờ sao anh? Kêu bây giờ sao, muốn làm sao? Kêu là bây giờ em muốn ngăn chặn. Rồi muốn ngăn chặn. Thế tôi bảo ngăn chặn thế nào? Thì em thấy anh nói trên kênh đó là ngăn chặn là 2 triệu. Chứ sao em lấy mắt vậy anh? Giờ em đang khó khăn lắm. Em mới bị nó lừa 20 xong thì sao mắc vậy anh? Ủa, vui vậy? Anh chị muốn ngăn chặn thì chuyển tiền, nó có quy định ở trên đấy rồi. Bên kia nó thu từng đấy, tôi thu từng đấy. Chứ thì xin lỗi anh chị, tôi muốn thu 5 triệu thì tôi thu 5 triệu đúng không? Nhưng đây không, người ta bảo thu 2 triệu. Tôi thu 2 triệu làm giúp cho anh chị. Kêu, sao lấy mắc vậy anh? Anh bớt cho em 500 ngàn đúng không anh? Tôi mà là cái thằng lừa đảo, tôi thì xin lỗi, 100 ngàn tôi cũng lấy đúng không? Nhưng tại sao lại đúng một con giá một? À, nói hay rồi chưa? Vui vẻ chưa? Xong tôi kêu, ủa thế bây giờ tình trạng sao rồi? Dạ anh ơi, bây giờ nó bắt em hả là chuyển 30% nữa anh. Giờ có nên chuyển không anh? Có nên chuyển không anh? Tại vì em thấy là cái hồ sơ em treo trên hệ thống á là kêu chuyển xong là sẽ giải ngân anh. Rồi đủ má thiệt luôn. Tôi chửi tức quá, bảo mày ngu quá, mày ra sau nhà mày đào miếng đất mẹ ngang hai dài năm mày nhảy mẹ xuống đấy xong rồi mày kêu ai chôn mẹ cho mày chết nhanh đi. Tao đã nói nó là lừa đảo thì nó là lừa đảo rồi. Mẹ mày bây giờ mày có chửi chuyển cho nó cả tỷ bạc nữa thì nó cũng thế. Hết sai số tài khoản, xong sai nội dung chuyển tiền, xong rồi chứng minh tài chính, xong rồi bảo hiểm khoản vay, mẹ quanh đi quanh lại như thế thôi. Có như thế thôi đấy. Thế mà vẫn bao nhiêu người bị hàng ngày. Tôi nói với anh chị, hàng ngày tôi nhận mấy chục cuộc điện thoại. Nhận riết tôi không muốn xử lý luôn à. Bày cho xong rồi còn thế. Mà đây nha, tức nhất là cái vụ mà đủ mẹ nó coi kênh tôi xong, tôi hướng dẫn từng tí một xong rồi nó còn bị nữa. Còn bị nữa, tôi hiểu luôn. Tôi tức quá tôi mới hỏi, ủa vậy anh, em hỏi nè, chứ cái video của em bữa giờ anh có coi không? Có, coi lướt lướt à. Coi lướt lướt à. À lướt lướt à. Nếu mà anh mà coi cẩn thận thì bây giờ anh đâu có mất 300 ngàn cho tôi đâu. Mất 300 ngàn cho tôi để tư vấn đấy à. Nếu mà lên coi kênh thì đâu mất 300 ngàn. Rồi tôi nói tiếp, nếu mà coi kênh của tôi ấy thì anh đâu có mất 2 triệu tiền để ngăn chặn đâu. Tôi chưa biết nó còn ngăn chặn hay không, nhưng mà trước mắt là như thế à. Đâu mất 2 triệu ngăn chặn. Bà nội nói chứ bây giờ tôi mà không làm được, xin lỗi luôn. Tôi mà cầm 2 triệu anh chị mà làm không được, xin lỗi anh chị à. Chắc cắt cổ tôi luôn. Đừng có nói chuyện chơi đúng không? Nói được làm được, không nói nhiều. Mày tiền nào của đó, đắt sắt ra miếng, nói nhiều ấy. Ở Việt Nam thì ai làm được, tôi hỏi này, ai làm được thì nói đi. Bơ vẩn đi. Rồi, xong. Tôi hỏi, nếu mà chịu coi kênh của tôi mà nó không lướt lướt ấy, thì bây giờ đâu mất 20. Thế tổng bây giờ mất 22.300.000. Tôi hỏi, sót không mà? Dạ, có sót chứ anh bớt cho em đi anh. Mẹ mày bớt cái mã cha, người ta không lấy thêm mà còn bớt. 20 triệu mày chuyển cho tụi nó sao mày không kêu nó bớt đi. Má nó bây giờ bỏ 2 triệu ra đi cứu cái mạng của mình. Tôi nói với anh chị tới đây nha, tụi nó lấy 20 triệu xong tụi nó còn cầm cái chứng minh của anh chị kìa, đi tạo cái tài khoản ngân hàng ở trên mạng ấy. Anh chị bảo ôi làm sao mà tạo được, coi đi, hàng trăm người phản ánh với tôi đây mà tôi không có thời gian để mà tôi làm việc với anh chị luôn. Tôi nói thật sự tôi bận đến mức độ luôn, đến cả những cái đoạn ghi âm tôi nói thật sự là không có một tí thời gian nào luôn. Tôi sửa xem, tôi xem hôm nay tôi nghe mấy chục cuộc, nghe từ sáng đến giờ, tôi nghe xong khạn cái giọng luôn, điên hết cái đầu luôn. Giờ tôi cũng không biết cuộc nào với cuộc nào đó. Tôi thử nghe lại một cuộc xem. Alo. Có phải là anh Hồng không nhỉ?
đây 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 đây. Vâng, có phải là anh Hùng không nhỉ? Vâng đúng rồi chị. Hôm qua chị có gửi 300 chị mới nhờ tư vấn mà. À, bây giờ như này nhá, chị cũng xem rất nhiều các clip của em rồi nhưng mà chị vẫn bị dính. Đặc biệt là cái một em có nói là vào một ngày đẹp trời ấy, tức là mình không vay tiền mà bây giờ tự nhiên lại cái hợp đồng đó nó lại đến và nó lại đòi cần tiền mình ấy. Các anh chị nghe chưa? Tôi đã nói với anh chị rồi. Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên các anh chị bị rớt vô đầu một cái khoản vay. Không hiểu vì sao nó ra. Đi kiểm tra tài khoản thì không thấy có. À, bên kia cái thằng giải ngân thì nó bảo nó giải ngân vào tài khoản đó, đúng tên anh chị đó. Không trả là mày chết với tao. Đi lên ngân hàng bảo không có, không có tài khoản hết. Trùng tên à? Trùng cái gì? Cái này tôi không muốn nói ra. Trùng cái gì? Trùng tên cái gì? Các anh chị thấy không ạ? Ờ, tự nhiên ngày một ngày đẹp trời tự nhiên có khoản vay, bây giờ bỏ 2 triệu ra để ngăn chặn có phải khỏe không? Có thằng nào làm được không? Có thằng nào làm được đâu anh chị ơi. À, đấy tôi nói với anh chị như thế. À, rồi hôm nay tôi đang xử lý cho một loạt các cái hộ nghèo. Tôi nói thẳng luôn, tôi tuyên bố trên kênh ai hộ nghèo tôi xử lý miễn phí hết. Bây giờ tôi đang xử lý hôm nay rất là nhiều, để tôi xem cái chuyện gì nhá. Đây là gọi để tư vấn đấy, các anh chị cứ đợi tôi để tôi xem có chuyện gì nhá. Alo. À, có việc gì đấy? Dạ chú, con tên Lê Ngân Thanh á, tại vì do con vay app á, bây giờ con mất khả năng chi trả á chú. À, vay app là tổng nợ bao nhiêu? Dạ con vay tổng cộng là 6 app, là một app. Thôi, là tôi hỏi tổng nợ là bao nhiêu chứ tôi không hỏi bao nhiêu app. Dạ 17 18 triệu á chú. À rồi, 17 18 triệu năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. 26 tuổi có chồng chưa? Dạ có chồng mà ly hôn mà, tại vì con ở một mình con nuôi con. Rồi, ly hôn một mình nuôi con là có một đứa con đấy. Dạ. Thôi hả? Dạ. Thằng chồng nó có cấp dưỡng không? Có nuôi con không? Dạ không, không có trợ cấp gì hết. Là bây giờ nó coi như là nó không có đứa con đó luôn đúng không? Dạ đúng. Rồi anh nói em ấy sau này nó đến nhận đừng có cho nhá, cái loại đấy là không cho nhận. Mai mốt con dạ, ý thức dạ. Được nói là con không có cha, con là con rơi con rớt không có cha nhá. Thằng đó không phải là cha dạ. Con đâu, thằng đó là thằng bố láo, nghe chưa? Cái loại nó là như thế. Rồi bây giờ tiếp theo là anh hỏi vay này là bố mẹ đã biết chưa? Dạ không, không có ai biết, tại vì con tay để đóng tiền trọ là mua tiền sữa đóng tiền. Rồi thế bình thường là mình có đi làm không hay là không đi làm? Dạ có. Được rồi, cái trường hợp này anh nói luôn, em ghi thông tin các app của anh theo cái mẫu sau đây, anh làm cho phát một lát nữa anh em gọi lại cho anh cho cái phương án, nhưng mà bây giờ là em phải là cho anh cái app bọn này bọn nào để anh xem là bọn ấy như thế nào. Thứ nhất bây giờ tên app là tên gì này, được chưa? Ngay dạ, em có app á. Bây giờ anh dặn là nghe, đừng có cãi. Dạ. Bây giờ có làm được cái việc này không? Không làm được thì dạ, đi ra cho khác chơi. Bây giờ bảo lấy thông tin còn xóa cái sọt gì đó, lo mà lấy cái thông tin, không có cái thông tin làm sao tôi giải quyết được. Dạ, dạ. Tên app được chưa? Ghi thứ tự vào tên app, ngày vay, ngày trả, số tiền vay, số tiền phải trả, được chưa? Dạ. Tổng hợp vô giấy lát nữa mà anh hỏi mà không được là anh không giúp đâu nhá. Dạ dạ. Nhớ chưa? Dạ dạ nhớ. Đã ghi số app với lại số tiền. Làm đi. Dạ. Đã bảo nhớ thì là nhớ, còn không hỏi nhiều nữa. Không nhớ là ráng mà chịu, tôi làm miễn phí cho. Còn không thì ráng mà chịu đi. Dạ, dạ. Làm xong gọi qua đây. Dạ. Tôi nói thật với anh chị ấy, cái trường hợp này thì ok tôi giúp, không có vấn đề gì cả. Một mình nuôi con rất là khó khăn trong mùa dịch này, thêm nó gặp thằng chồng mất dạy nữa thì thôi tôi giúp, ok không phải lo. Mẹ cái chuyện app tôi nói bảo anh chị trong tay phút mốt, quan trọng là tôi có muốn giúp hay không. Tôi nói thẳng luôn, quan trọng là Hùng này có giúp hay không, chứ còn Hùng này mà giúp là xong, không nói phép với ai cả nhé. Rồi quay trở lại cái vấn đề, các anh chị thấy không ạ? Bây giờ ở cái video này tôi la anh chị, tôi mắng anh chị, hay là trong điện thoại tôi la tôi mắng anh chị là bởi vì là tôi chỉ muốn giúp anh chị thôi. Chứ bây giờ tôi đi la mắng anh chị tôi có được tiền đâu mà tôi la mắng anh chị. Nếu mà tôi la mắng anh chị mà tôi được tiền thì không nói làm gì cả, đúng không anh chị? Anh chị phải tự hiểu là các ông Hùng này nè, ông muốn tốt với mình thôi. Ông chửi cho mình để mình thông cái não ra. Đòn đau thì nhớ đời, chứ không? Bây giờ tôi nói với người ta đi truyền thông pháp luật, các anh chị thấy không? Pháp luật của mọi nhà, tôi nói cái mác cái bảng của tôi đây, trên này. Ông truyền thông pháp luật, đây, anh chị thấy không? Đó. Nhưng mà cái cách truyền thông của tôi nó khác. À, tôi cứ thế này tôi phang đó. À, truyền thông là gì? Là đi bày cho người ta, đi đi
truyền đạt lại những cái mà tốt đẹp cho người ta. Nhưng mà tôi nói thật sự, mà tôi mà nói nhẹ nhàng anh chị, xin lỗi anh chị, đời đeo nào mà anh chị nghe à? Mẹ nói cho xong rồi ta tự ti không? Nhiều người nói xong bảo thôi tôi không cần anh tư vấn nữa đâu, tôi biết rồi. Tôi hỏi thế anh bỏ tiền cho tôi làm cái gì? Tôi nói là để ra vấn đề, nói một câu nặng một tí thôi là mấy cái anh mẹ nó cái lòng tự trọng lên mẹ núi ở trên ở đấy. Tự ti xin lỗi, cái loại đấy làm sao mà lên được. Cúi xuống mà nghe đi. Bởi sao? Mình không bằng người ta thì mình phải nghe. Cúi càng thấp lượng tiền càng nhanh, các anh chị hiểu không ạ? Các anh chị cúi càng thấp các anh chị sẽ lượng tiền càng nhanh. Đi mà cứ ngửa mặt trên này chỉ có dẫm phân thôi, anh chị hiểu chưa? Nên tôi ở đây tôi không phải là cái gì của cái xã hội này cả, nhưng mà tôi nói luôn, ở cái xã hội này có thằng nào làm được như tôi thì xuống đây mà thay tôi làm đi. Mẹ đến chết tôi còn chưa sợ nữa chứ còn sợ cái gì mà không làm à, các anh chị. Tôi nói với anh chị chứ bây giờ nhiều khi bực bội nóng tính ấy. Nói xong bây giờ tôi cũng nói lúc mà hạ hỏa thì mình cảm thấy là mình ấy nãy đấy chửi người ta ấy. Mẹ người ta bỏ tiền cho mình còn mình chửi chứ chó, nhưng mà mẹ nó không chửi không chịu được. Rốt nó vừa phải đi, thà mà không biết kênh thôi chứ không tôi không nói làm gì. Đây biết kênh của tôi rồi vẫn bị cái gì, ma là thiệt luôn. Nãy còn có cái thằng kia nó gọi điện, một tháng trước nó gọi điện cho tôi, nó hỏi anh ơi em có nên vay tiền app không anh? Bảo tuyệt đối là không, mẹ bây giờ mày có chết mình cũng không vay. Hôm nay cái đợt đấy rồi đến hôm nay rồi lại gọi tôi bảo anh ơi em mới vay bên Senmo 4.3 triệu, bây giờ nó đòi 8 triệu, bữa giờ trễ 18 ngày rồi nó đòi 8 triệu, bây giờ là phải làm sao hả anh? Rồi thôi luôn, đồ má, tôi bảo thôi cái này em làm thì em tự biết là sẽ làm sao mà, đúng không? Bây giờ em coi kênh anh rồi, rồi bây giờ em biết phương án, em mới đi vay. Vay xong rồi em sợ cái gì? Bảo em sợ lắm, sợ nó đăng hình đăng ảnh, sợ gọi người thân, còn sợ xuống nhà nữa. Mà tôi mày sợ thế mình cứ vay. Trời ơi, tôi không hiểu luôn. Nhiều khi các anh chị, cái kênh tôi viết thành cái gì giống như cái chợ luôn, đúng không? Kênh tôi giờ thật sự luôn đủ kiểu luôn, video chửi video này nọ có tất cả mọi thứ, chả hiểu kiểu gì. Thôi được rồi, tôi làm video này thôi, ngắn gọn thôi. Xin lỗi các anh chị nếu mà anh chị bị chửi, tôi nói thật sự. Nhưng mà tôi nói thật, chửi cho nó thông ra thôi, chứ còn tôi không muốn chửi ai đâu. Chửi chả được cái gì hết. Chửi lên đây mẹ mấy ông bảo mẹ ông Hùng này, ông đi truyền thông luật mà đổ má, ông ấy chửi người ta như chửi con vậy thôi. Chứ thôi đổ má thì nhiều khi, xin lỗi luôn, nhiều người bảo anh Hùng ơi em cũng làm bên luật sư á, em làm luật sư mà em nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Nhẹ nhàng kệ mẹ mày chứ đổ má mày. Tôi xem là việc gì nữa này. Alo. Alo anh ơi, em có hẹn gặp anh ấy, em muốn hỏi anh về vấn đề của app ạ. À? App là sao? Nói chứ cụ thể thôi. Là tại vì em trước em có vay tiền của app xong em thanh toán cho chúng nó rồi, nhưng bây giờ em không muốn vay nữa, chúng nó cứ chuyển tiền vào tài khoản của em anh ạ. Ờ. Thế nó chuyển lâu chưa? Nó vừa chuyển chiều hôm nay, hôm kia nó chuyển một lần, trong chiều nay nó lại chuyển 3 lần nữa. À, thế hôm kia nó chuyển bao nhiêu? Hôm kia nó chuyển cho em 3 triệu, 1 triệu táo nó biết đóng 3 triệu, chiều nay nó chuyển 1. Thế hôm kia bị như thế rồi mà còn chưa biết đường đi hủy cái tài khoản đi hả? À? Hôm đấy em cũng gọi cho anh rồi thì một lần rồi à, em cũng bảo như cho anh rồi. Bây giờ này, tài khoản ngân hàng này của em kiểu như nó đã còn liên quan đến công ty trả lương các thứ vào đấy nên em... Là hôm bữa anh gọi cho tôi rồi đúng không? Vâng. Rồi tôi hỏi anh hôm bữa gọi cho tôi, thế là hôm nay anh gọi thì anh có đặt lịch lại không? Có, em đặt lịch này. Là anh có đóng lại 300 ngàn không? Có, em đóng hết rồi. À thế là đợt trước 300, đợt này 300 nữa đúng không? Vâng. Là tổng anh mất cho tôi 600 ngàn rồi đúng không? Vâng. À thế tôi hỏi anh là hôm trước tôi đã dặn anh như thế, anh không làm theo thì anh ráng mà chịu thôi chứ bây giờ làm sao? Tôi đã nói rồi, hôm bữa là đi hủy mẹ cái tài khoản đi, kiểu gì kiểu nó cũng sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh. Tôi nói thế có đúng không? Bây giờ là... Tôi hỏi lại con có đúng là tôi nói như thế không? Vâng ạ. Rồi, thế bây giờ anh có thấy là cái lời tôi nói có đúng chưa? Vâng. Tôi nói với anh tiếp theo này. Tiếp theo nó cầm cái chứng minh hai mặt của anh, cái căn cước giấy tờ mà hôm bữa mà anh cung cấp tôi nói. Nó mang đi nó tạo một cái tài khoản khác, lúc đấy là địch mẹ nó chuyển hết vào trong đấy, là tiền thì đéo nhận được, lúc đấy là đi trả địch mẹ trả suốt đời luôn. Hôm bữa tôi có nói với anh cái chuyện này chưa? Vâng. Thế hôm bữa là anh có gửi tiền cho tôi để ngăn chặn chưa? Bây giờ là hôm đấy anh có bảo là anh em có điều kiện để... Rồi, tôi hỏi lại, trả lời, hôm đấy tôi nói với anh hết rồi, tôi không, tôi tư vấn là tôi tư vấn hết, không bao giờ tôi để ngỏ một cái gì hết. Vì sao? Tôi nhận tiền là tôi tư vấn rất là có tâm, tư vấn cho hết. Hôm bữa đây tôi bảo anh là ngăn chặn, thế anh ngăn chặn chưa? Thì hôm đấy anh bảo em
có hai phương án, một là để ra ngân hàng hủy tài khoản ngân hàng nhưng mà sợ nó tạo tài khoản mới nó gửi vào, nên là anh bảo là có điều kiện thì liên hệ với anh để anh làm triệt để, thì hôm đấy em chưa có tiền nên bây giờ em có điều kiện để rồi đấy. Nếu như mà hôm đấy anh mà chặn chặn thông tin tụi nó và đi hủy cái tài khoản này đi là bây giờ anh đâu còn phải gọi cho tôi làm gì tốn 300 ngàn nữa, mà sự việc của anh đã được giải quyết mà không mất thêm cái đống tiền lãi cho tụi nó nữa, có đúng không? Mà bây giờ tôi nói với anh này, bây giờ là anh vừa mất tôi 300 ngàn vừa mất tiền lãi bên kia nữa, anh thấy thiệt thòi không? Anh có muốn lấy lại 300 ngàn này không? Bây giờ em muốn xử lý được thôi, còn tiền nong em giờ em không muốn để nó gọi điện cho gia đình em với các thứ nó danh bạ. Bây giờ tôi nói với anh này, cái tiền mà vừa rồi ấy nha, mà nó chuyển cho anh ấy, anh mà không đi trả cho nó theo yêu cầu ấy nha, thì chắc chắn là ăn cho đủ luôn. Ăn cho đủ luôn, nó đăng hình xin lỗi luôn, nó đăng mẹ đăng chết mẹ luôn, gọi nát không còn một cái gì luôn á, nha. Nên là bây giờ tôi nói lại anh này, bây giờ nếu mà có điều kiện ấy thì anh cũng nên là làm công tác ngăn chặn đi rồi đi hủy tài khoản đi nhá. Đấy, bây giờ tôi lại nói có điều kiện đấy, anh có làm không? Có, bây giờ em muốn làm thì bây giờ anh giúp em với. Có thì gửi, có thì anh gửi tiền vào tài khoản thôi. Anh biết bao nhiêu, hôm bữa tôi báo bao nhiêu chưa? Vâng, anh bảo 2 triệu anh. Rồi, ai cũng như ai thôi, một cái tôi chỉ gửi dùng đi thôi. À, anh gửi vào tài khoản tôi 2 triệu, nội dung để số điện thoại. Rồi sau đấy anh nhớ chụp cho tôi cái hóa đơn đấy nhá. Cái hóa đơn đấy kèm với lại cái giấy tờ mà vừa rồi anh cung cấp cho tụi nó ấy, nha. Chứng minh thì chụp chứng minh, mà căn cước thì chụp cho anh căn cước. Hôm bữa là cung cấp căn cước hay chứng minh? Em cung cấp căn cước này. Rồi thế thì chụp căn cước hai mặt, nhớ là chụp rõ vuông góc, đừng để mất góc. Rồi gửi kèm cái số điện thoại của anh nữa vào cái Zalo 0833014014, anh nhớ rõ chưa? Vâng. Rồi tôi nói với anh này, cái tài khoản của anh bây giờ không để đấy được nữa đâu, anh lo mà đi hủy đi, sau đấy là đợi ngày trả tiền. Thằng nào gọi đến thì cứ trả tiền ra ngoài quầy Thế Giới Di Động hoặc đâu đó mà trả nhá. Còn tài khoản đó đừng có dùng nữa, anh dùng là càng dùng càng chết. Hôm bữa tôi dặn anh rồi, anh cứ bảo nhận lương cái con mẹ gì nữa hả? Tại vì bây giờ cái tài khoản ngân hàng đấy là em liên kết với công ty để công ty nó chuyển lương vào ấy, mà không bây... biết đường lên mà báo công ty à? Vâng, thì giờ em muốn liên hệ với anh để làm, bây giờ anh có sao thì anh giúp em. Rồi làm đi, rồi anh tự động đi liên hệ công ty báo hủy tài khoản nhá. Vâng, nhưng mà bây giờ anh ơi, ví dụ bây giờ em chỉ sợ là ví dụ mình chưa kịp hủy tài khoản ngân hàng, định thanh toán xong nó lại chuyển vào làm sao? Tôi nói anh cho nó nhanh thế này, cái đấy là chuyện của anh. Còn anh mà không đi hủy tài khoản thì tôi nói luôn là tới đây là anh cũng ăn cho đủ rồi. Nên là bây giờ trong ngày thứ hai anh lên công ngân hàng, anh tạo tài khoản nào đấy rồi anh mang lên công ty anh thay tài khoản khác vào. Sau đấy là anh ra luôn ngân hàng, anh hủy trong ngày thứ hai, làm rẹt cho tôi luôn được chưa? Anh hiểu chưa? Còn cần gì nữa không? Còn bây giờ em muốn hỏi là bây giờ ví dụ là em gửi để cho anh ngăn chặn ấy à? Ừ. Bây giờ ví dụ trả anh ngăn chặn là chúng nó có người gọi điện làm phiền em không ấy? Mẹ nó chứ, nó gọi điện làm phiền là bởi vì mày không trả tiền thì nó gọi điện làm phiền chứ. Bây giờ ngăn chặn xong thì còn con mẹ gì nữa mà làm phiền, nó có cho mày vay được đâu mà làm phiền. Vâng, thì bây giờ anh giúp em làm sao để cho nó ngăn chặn. Mày thay gì mày nói dài nói rông thì tắt máy xong rồi làm liền luôn đi. Làm sớm dây nào hay dây đấy nhá. Vâng. Nghe hiểu không? Hay là lại muốn tới vài ba hôm sau rồi lại gửi 300 ngàn cho ông Hùng xong lại gọi nói chuyện tào lao bị ông Hùng chửi như chó thế này? Em bây giờ em nói thật anh là em rất là kiểu như phiền nên là em muốn điện anh, thì bây giờ em cũng nghe người ta giới thiệu là bảo là có anh để xử lý vay áp được thì em... Quá được luôn, thì tôi không xử lý được hay sao hả? Tại vì anh không muốn xử lý chứ đúng không? Từ hôm bữa đáng lẽ làm theo tôi là đã xong rồi, giờ qua đến đây luôn, trời tôi không hiểu luôn. Rồi, bây giờ lần này là lần cuối, anh xử lý theo yêu cầu của tôi nhá. Dứt điểm đi nhá. Các anh chị thấy không? Đó. Đi ra ngoài. Đó, tôi nói với anh chị đó. Đó nào. Mà thôi, không nói nữa, ai nghe được tôi. Chào mọi người.